nhờ chút nào. Cửa tiệm do bốn người đều dưới 30 tuổi hùn vốn cùng mở, sáng ra có vẻ nhàn nhã không phải vì người trẻ tuổi lười biếng mà những thứ cần làm từ hôm trước đều đã chuẩn bị rồi. Nhiều lúc phải chuẩn bị rất nhiều thứ phải mất mấy tiếng đồng hồ, do vậy chúng tôi sẽ không đợi tới buổi sáng mới làm. Cái gọi là nhàn cũng chỉ đủ thời gian uống ly cà phê, rồi ngay sau đó lại phải thái đủ các loại rau quả tươi, tuy vậy những thứ này mới chỉ là phụ. Hộp đồ màu vàng này là đậu gà. Hạt đậu gà được xay vụn rồi trộn đều với các loại rau quả sắt miếng nhỏ, cho thêm sốt hạt điều, cũng đều là tự nghiền. Tôi cảm thấy phải tươi bởi vì chính chúng tôi cũng sợ nếu làm thật nhiều để sang ngày hôm sau sẽ không ngon. Muốn ngon hàng ngày đành phải mất thời gian. Loại sốt salad khô cà chua kiểu Ý là một trong các loại nước sốt của tiệm. Thực ra đều là cô ấy nghĩ ra, bởi vì đúng ra bản thân tôi không biết nấu nướng. Đó là Stella nói về Mai. Mai và Spencer yêu nhau từ hồi học đại học. Cô theo học ngành truyền thông PR, Spencer học kinh tế, tiếng Trung, tốt nghiệp xong cùng nhau từ Mỹ đến Đài Loan. Vị ngọt, nhẹ nhàng, màu sắc rất đẹp đều là từ rau quả tự nhiên, do vậy đủ vị nhưng lại không ngán. Mấy món sinh tố rau quả trong tiệm đều là công thức của Mai. Từ nhỏ cô đã rất thích nấu nướng, vốn những lúc tụ họp với bạn bè cô thường thể hiện sự khéo tay. 2 năm trước khi Spencer có ý định lập nghiệp, sở thích phát huy được tác dụng, đặc biệt họ muốn tạo cho mọi người quan niệm ăn uống thiên nhiên hoàn toàn nguyên chất. Quan niệm thiên nhiên hoàn toàn là cố gắng để thức ăn của bạn giữ được nguyên dạng như ban đầu, càng gần càng tốt, cố gắng ít gia công, không cho chất phụ gia. Sau khi áp dụng cách làm như vậy, cố gắng ăn thức ăn ở trạng thái thiên nhiên của nó. Chúng tôi chỉ hy vọng để mọi người thấy được những thức ăn này, hiểu được các nguyên liệu sử dụng và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe. Bạn có thể ăn thứ có lợi cho sức khỏe, ăn thức ăn nguyên chất không dùng đường tinh chế nhưng vẫn thấy rất ngon. Cửa tiệm nhỏ không chỉ vì niềm vui nhỏ. Quy mô kinh doanh của 4 người trẻ tuổi mặc dù không lớn, nhưng niềm hy vọng rất lớn. Điều họ mong muốn là một sự nghiệp có ích cho nhiều người.